Sau những ngày vui xuân đón Tết, câu chuyện đầu năm mới của các địa phương là khẩn trương chuẩn bị cho ngày hội tổng quân. Năm nay, con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở thị xã Giá Rai, từ những gia đình truyền thống cách mạng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đều có tinh thần phấn khởi chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự. Gia đình ông Quách Văn Thù ở ấp 2 xã Phong Thành Tây, thị xã Giá Rai là một điển hình. Gia đình ông có 3 người con trai, người con lớn đã có gia đình ở riêng, người con kế đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đi làm ăn phụ giúp gia đình. Hiện nay, gia đình còn người con trai út đã tốt nghiệp xong trung học phổ thông. Em dự định học nghề để xây dựng cuộc sống ổn định sau này. Em đã cùng mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong công ty để phụ giúp gia đình. Còn lại một mình ông Thụ ở quê coi sóc giun tôm. Mặc dù gia đình đơn chiếc, nhưng ông vẫn động viên con trai út của mình phát huy truyền thống gia đình, nối bước cha anh, tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thì tôi ba người con, thì có một thằng thì thứ ba đi nghĩa vụ hoàn thành rồi, về giờ còn thằng cháu út. Gia đình tôi cũng có lên đường bảo vệ tổ quốc. Còn gia đình ông Trần Thanh Hoàng, ấp 1 xã Phong Thành Tây, có 2 người con trai. Con trai lớn của ông Hoàng là em Trần Quốc Đảm. Sau khi học xong lớp 9, em lên tỉnh Bình Dương làm việc trong công ty để phụ giúp gia đình nuôi em trai nhỏ đi học. Năm nay khi đủ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, em tình nguyện đăng ký tham gia nhập ngũ để làm gương cho em mình. Tôi đã sẵn sàng cho ngày nhập ngũ. Tôi mong rằng các bạn trẻ luôn sẵn sàng và hăng hái đăng ký nghĩa vụ quân sự để thử thách cái bản thân mình và làm tròn nghĩa vụ quân sự 2 năm của nhà nước. Những gia đình có con em trong độ tuổi nghĩa vụ luôn động viên cổ vũ con em mình tham gia nghĩa vụ quân sự, làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, góp phần rất lớn cùng địa phương hoàn thành công tác tuyển quân hàng năm. Chính quyền địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình các tân binh. Xã chỉ tiêu là 14, đã khám được 18. Các chính sách cũng như các bước đã thực hiện đúng quy định, đã phát quà cho tân binh, rồi đã động viên thăm và kể cả là liên quan cho quân. Ngày nhập ngũ của các tân binh đã cận kề. Gia đình là nguồn sức mạnh tinh thần, cổ vũ động viên để các tân binh vững tin, hăng hái lên đường tòng quân, làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống là con em của quê hương Giá Rai anh hùng. Đến thời điểm này, gia đình tân binh và tân binh đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm 2023.